Dạ, em tên là Nguyễn Thanh ạ. Và em học tại trường Trung học phổ thông Tam Phú. Thì em vừa thi đại học xong ạ. Em đã trúng tuyển vào 4 trường đại học. Đó là trường Giao thông Vận tải, trường Đại học Mở, trường Sư phạm Kỹ thuật và trường Nông Lâm ạ. Dạ, thật sự thì trong 4 trường mà em đã đậu thì những ngành đó thấy nó không có phù hợp với cái đam mê, với cái sở thích của em. Tại vì chắc là từ bé em đã có cái sở thích về những cái mỹ thuật cũng như là về thiết kế. Nên là em em muốn chọn một cái con đường mới để mình có thể theo được cái đam mê của mình. Mặc dù em có thể vào những trường đại học được cũng gọi là như cái ước mong của những bạn trẻ hiện tại, nhưng mà đối với em thì nếu mà không vào được cái ngành mình yêu thích thì dù có học cũng hơi tốn thời gian và cũng tốn tiền bạc. Nên là em muốn có một cái bản lĩnh để mình đi một cái con đường mới khác so với những bạn còn lại. Bởi vì muốn theo được đam mê thì phải chấp nhận một hy sinh một cái gì đó. Thì theo em là em đã hy sinh việc mình có thể vào những trường đại học để theo đuổi cái ngành mình đam mê bên ngoài. Nên là em phải tìm hiểu kỹ về cái môi trường mình sẽ theo học. Nên là em cũng tìm hiểu rất nhiều về những trường khác, cũng như là chọn lọc được cho mình ra được Arena. Bởi vì Arena có một môi trường đào tạo khá là tốt, và em thấy những người bên trường cũng đã có những cái thành tựu rất là ấn tượng với em. Bởi vậy nên em đã chọn Arena. Dạ, thật sự thì ba mẹ nào cũng có một cái suy nghĩ truyền thống, đó là con mình phải đậu được đại học và phải vào học đại học thì sau này mới có thể ổn định. Nhưng mà đối với em thì việc mà đậu đại học thì nó chưa nói lên được bất cứ thứ gì. Bởi vì nếu như mà có vào được trường đại học đi chăng nữa mà theo một cái ngành mình không thích thì nó cũng khá là khó và không được gắn bó được lâu. Nên là em cũng thuyết phục ba mẹ là cho con được đi trên cái con đường mà con thích để con theo được đuổi đam mê của mình. Dù sau này thì nếu mà thành công hay vấp ngã thì đó cũng là do bản thân con đã chọn, nên là mong ba mẹ sẽ luôn ủng hộ. Dạ, chắc có lẽ là cũng do những cái mình tiếp xúc từ nhỏ, hoặc là trong cái bản thân em thì nó cũng thích về ảnh hoặc chỉnh sửa hoặc là dựng phim từ bé. Tại vì mình cũng xem qua nhiều cái và mình cảm thấy thích nó, nên là nó đã tồn tại trong em từ bé đến giờ và nó bắt đầu lớn lên nhiều hơn. Bởi vì ngoài đam mê thì cái ngành này thực sự là khá là ổn định ở trong các nhóm ngành hiện tại. Nó bây giờ thì về cái phương diện logo cũng như những bộ phim hoặc là giải trí đều từ nhóm ngành mỹ thuật đa phương tiện ra, nên là em cũng cảm thấy nó khá là phù hợp để mình có thể theo đuổi sau này có tương lai hơn. Dạ, trong tương lai thì em không chắc là mình sẽ đảm nhiệm một bất cứ một cái ngành gì đó cố định, mà em muốn được làm một cái người thiết kế về đa năng. Đó là mình có thể làm được nhiều thứ hơn ngoài thiết kế bình thường. Mình có thể làm được dựng phim, thiết kế logo và làm những thứ khác. Em nghĩ các bạn nên theo đuổi đam mê, bởi vì khi mà các bạn lựa chọn một cái ngành nào đó thì các bạn phải có đam mê với chính nó để có thể gắn bó được lâu dài với nghề. Còn nếu không thì dù các bạn chọn những cái ngành mà các bạn không thích thì
thực sự là nó sẽ khá là khó để gắn bó, cũng như là mình sẽ bị, có thể cảm giác bị nhàm chán nếu như theo một cái ngành mình không thích. Với cả nếu mà theo đuổi được cái đam mê của mình thì mình sẽ cảm thấy mình thoải mái hơn được làm việc với một cái ngành mình thích. Em chỉ biết nói với các bạn là các bạn, nếu mà các bạn có đam mê thì mình nên bản lĩnh hơn một xíu, mạnh mẽ để theo đuổi cái đam mê của mình. Bởi vì khi mà các bạn được sống với đam mê thì dù có thành công hay là thất bại thì các bạn vẫn luôn cảm thấy cho mình là cái sự thoải mái nhất định, vì mình đã đi được cái con đường đó.